Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình tin tức và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Băng tuyết phủ trắng đỉnh Phan Xipang do nhiệt độ xuống dưới 0 độ. Dù tạo ra phong cảnh đẹp mà hút khách du lịch, nhưng hiện tượng này cũng gây nguy hiểm không nhỏ tới sản xuất và đời sống của người dân địa phương. Văn chấn thị trường cam quýt ảm đạm, trong khi đó giá cam cũng đang ở mức thấp. Sử dụng điện thoại trong khi sạc, nam thanh niên bị cắt 1/3 cẳng tay phải. Trung tâm y tế huyện Lục Yên cấp cứu thành công trẻ sinh non 29 tuần suy hô hấp. Nhiều đơn vị sử dụng lao động còn nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi chế độ của người lao động. Vâng thưa quý vị, vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài là một bài toán nan giải và đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Vậy làm thế nào để kiên quyết xử lý các doanh nghiệp, đơn vị chây ì nợ đọng bảo hiểm xã hội? Đây là nội dung được phản ánh trong ít phút nữa của chương trình hôm nay. Cũng trong chương trình hôm nay, chuyên mục Lăng kính cuộc sống sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn tâm huyết của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái trong việc truyền lửa cho học sinh yêu thích bộ môn lịch sử. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 21 tháng 12, nhiệt độ ở đỉnh Phan Xipang, Lào Cai xuống dưới 0 độ, khiến nước đọng trên cành cây, khu nhà ga cáp treo bị phủ băng, có lúc xuất hiện tuyết rơi nhẹ. Băng tuyết phủ trắng khu vực đỉnh núi cao. Đây là lần thứ ba sương muối băng tuyết xuất hiện ở vùng núi Phan Xipang tính từ đầu mùa đông 2020 tới nay, nhưng sáng nay phủ dày hơn và rộng khắp hơn. Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, trên đỉnh Phan Xipang nhiệt độ xuống 0 độ thì băng tuyết sẽ hình thành. Chiều tối qua do không khí lạnh biến tính, đêm ít mây khiến bức xạ nhiệt tại mặt đất lớn tạo thành băng tuyết. Dự báo đêm nay tại khu vực Phan Xipang có thể xuất hiện băng giá. Tuy nhiên, hiện tượng thời tiết này lại gây nguy hại không nhỏ tới sản xuất, đời sống người dân địa phương. Ngành y tế khuyến cáo du khách phải mặc ấm khi đi thăm phong cảnh vùng có sương muối, băng tuyết. Người già yếu, trẻ em nên cân nhắc trước khi đi. Dù đang trong thời điểm thu hoạch cam quýt, thế nhưng ở Văn Chấn năm nay, thị trường cam quýt có phần ảm đạm hơn, trong khi đó giá cam cũng đang ở mức thấp. Theo khảo sát, hiện nay giá cam đường canh được cắt tại vườn có giá dao động từ 15 đến 17.000 đồng một kg, còn cam chanh hiện giá 7.000 đồng một kg. Không những vậy, có thời điểm thương lái đến tận vườn mua chỉ còn khoảng 5.000 đồng một kg. Không chỉ có giá giảm mà nhu cầu tiêu thụ cũng giảm. Theo tìm hiểu, sản phẩm cam quýt của huyện Văn Chấn hiện đang bị các sản phẩm cùng loại của các tỉnh khác cạnh tranh. Hiện nay tổng diện tích cam quýt trên địa bàn huyện Văn Chấn là gần 2.000 ha, tổng sản lượng cam quýt năm nay vào khoảng 8.000 tấn quả. Thưa quý vị, sử dụng điện thoại khi đang sạc, nạn nhân Phạm Đức L, sinh năm 2005 tại thôn Đình Cại, xã Anh Sơn, thị xã Anh Lộ đã bị cắt 1/3 cẳng tay phải, khâu phục hồi các vết thương ở bàn tay trái, cằm, cổ, gối. Hiện tình trạng bệnh nhân L đã ổn định, tỉnh táo. Theo bác sĩ tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, bệnh nhân Phạm Đức L được gia đình đưa đến bệnh viện vào khoảng 13 giờ 5 phút ngày 18 tháng 12 năm 2020 trong tình trạng rất nặng với đa chấn thương, mất hoàn toàn ngón 1, cụt đốt 2, 3, ngón 2, 3, cụt đốt 4, 5. Bàn tay trái nham nhở, dập nát phần mềm, gối phải bị thương chảy máu, vùng mặt, mắt tổn thương, cằm bị rách và bị mảnh dị vật, nhựa găm vào, vết thương kích thước 6 x 4cm. Người nhà bệnh nhân khai báo em bị thương khi đang dùng điện thoại, lại có cắm sạc thì máy điện thoại bỗng dưng phát nổ khiến L bị chấn thương nghiêm trọng. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu, tuy nhiên do tình trạng vết thương quá nặng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt cụt 1/3 cẳng tay phải, lấy đi dị vật khỏi cằm, đồng thời cắt lọc, nối gân, làm sạch và khâu phục hồi vết thương ở bàn tay trái, cổ và gối phải. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân L đã ổn định, tỉnh táo, hiện đang được theo dõi và điều trị phục hồi. Vào hồi 20 giờ 58 phút ngày 12 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên tiếp nhận sản phụ Hoàng Thị Lúa, thôn Tông Bình, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, mang thai tuần thứ 29 vào viện với tình trạng đau bụng kèm theo mỏi lưng nhiều và được chẩn đoán chuyển dạ đẻ non. Đến hồi 3 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2020, sản phụ sinh thường một thai gái nặng 1 kg. Sau sinh, trẻ tím tái, khóc yếu đã được các y bác sĩ khoa sản và khoa hồi sức cấp cứu ban đầu và chuyển sang khoa hồi sức cấp cứu nhi tiếp tục điều trị. Nhận định đây là trường hợp sinh non, suy hô hấp nặng, nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã tiến hành cấp cứu và điều trị cho trẻ. Trẻ được thở máy CPAP, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Đặt stone cho ăn, nằm giường sưởi, chiếu đèn vàng da,
thuốc điều trị, tuân thủ quy trình vô khuẩn. Trong quá trình điều trị tại khoa, trẻ thỉnh thoảng xuất hiện những cơn ngừng thở, tím tái đã được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời và qua khỏi. Sau 20 ngày điều trị và chăm sóc tích cực tại khoa, trẻ đã cai được máy thở. Đến ngày thứ 32, trẻ được tập ăn sữa mẹ qua bình và bú sữa mẹ. Các y bác sĩ tại khoa vẫn tiếp tục điều trị và chăm sóc tích cực để trẻ sớm ổn định sức khỏe. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là chính sách quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội và cũng là một trong những quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, không ít đơn vị sử dụng lao động còn nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi chế độ của người lao động. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo số liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan đơn vị sử dụng lao động là 62,5 tỷ đồng, chiếm 3,7% kế hoạch thu. Trước thực trạng này, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thường xuyên cử cán bộ xuống tận doanh nghiệp để đôn đốc, nhắc nhở, thu hồi nợ, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không chấp hành. Trong đó có đơn vị khó có khả năng đóng bảo hiểm vì gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, có doanh nghiệp đóng theo kiểu nhỏ giọt. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Dyson Global đóng tại huyện Yên Bình, khi trong 3 tháng 10, 11, 12, doanh nghiệp này đang còn nợ gần 2 tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm cho gần 500 lao động đang làm việc tại đây. Lý do mà doanh nghiệp đưa ra là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khiến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, khiến các đối tác chậm thanh toán. Dịch bệnh thì là có ảnh hưởng rất là lớn tới cái hoạt động sản xuất của công ty, và cũng có ảnh hưởng tới không những là ở bên công ty này, công ty con, mà cũng có ảnh hưởng đến cái tình hình tài chính của bên công ty mẹ. Thị trường xuất khẩu chính là về Hàn Quốc, mà hiện tại thì là chính phủ đang yêu cầu là người dân là chỉ ở nhà ấy, cách ly ở nhà, và người ta không đi ra ngoài, người ta không có nhu cầu mua sắm nữa. Nên chính vì thế nó ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất và xuất khẩu công ty. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình, hiện tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn là hơn 6,4 tỷ đồng, chiếm 5% tổng số thu. Trước thực trạng này, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã phối hợp với các cơ quan đơn vị phân tích, làm rõ nhiều nguyên nhân nợ đọng bảo hiểm xã hội của các đơn vị. Theo đó, các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động chủ yếu là vừa và nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng lớn. Bên cạnh đó, nhận thức của người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế. Mặt khác, nhiều trường hợp người lao động cần có việc làm, thu nhập nên chưa quan tâm đến việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc các đơn vị doanh nghiệp chủ sử dụng lao động trốn đóng, chậm đóng nợ đọng bảo hiểm không chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Cái ảnh hưởng tiến độ thì cái thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng với cái chỉ tiêu kế hoạch của bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Cái thứ hai là quyền lợi, khi mà đơn vị mà không đóng nộp, mà không thu nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc giải quyết chế độ ốm đau thai sản. Và cái trước mắt là đối với năm 2021 đấy là ảnh hưởng đến cái thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn 293 đơn vị nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên. Trong đó, 60 đơn vị đã dừng hoạt động, không còn phát sinh thu, nhưng chưa thu hồi được số nợ, với số tiền nợ trên 11 tỷ đồng. Để hạn chế tình trạng này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp như cử viên chức thường xuyên bám đơn vị, nắm tình hình ngay từ khi còn nợ số tiền ít. Với phương châm thu triệt để, đơn vị có số lượng nợ đọng phát sinh mới, đồng thời bằng các biện pháp tăng cường thanh tra liên ngành, thanh tra đột xuất và kiên quyết xử lý những đơn vị cố tình chây ý, đơn vị vi phạm chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phối hợp với rất nhiều các sở ban ngành. Hiện nay đang phối hợp với 28 sở ban ngành để như vậy là tháo gỡ và giải quyết những trường hợp này. Đối với các đơn vị mà do cái điều kiện khách quan ấy, thì chúng tôi cũng từng bước là bàn với doanh nghiệp để tháo gỡ, đóng người lao động nào đến cái kỳ giải quyết thì chúng tôi cho những người lao động đó đóng trước để như vậy giải quyết quyền lợi cho người lao động, hoặc là chốt dừng ở cái thời điểm người ta không đóng được để người lao động như vậy là người ta chuyển cái đơn vị khác ra lao động đảm bảo quyền lợi của người lao động. Thế còn về cơ bản ấy là nếu đơn vị có dấu hiệu vi phạm thì chúng tôi đang phối hợp với lại thanh tra sở lao động để thanh tra đơn vị này, từ kết quả này thì sẽ chuyển hồ sơ sang công an để tiếp tục thụ lý, bởi vì giờ theo quy định bộ luật hình sự là đơn vị này vi phạm về luật hình sự, đồng thời là chuyển hồ sơ sang tòa án để như vậy là phối hợp cùng với công an để thụ lý và giải quyết đơn vị này. Tình trạng nợ đọng các loại bảo hiểm luôn là một bài toán nan giải và có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây. Do đó, các cấp các ngành cần tăng cường tuyên truyền để các doanh nghiệp sử dụng lao động
và người lao động hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bởi chỉ khi nào doanh nghiệp hiểu và phát triển doanh nghiệp theo hướng song hành giữa lợi ích kinh doanh với lợi ích an sinh xã hội thì quyền lợi người lao động mới được đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới các tiết dạy, tạo hứng thú cho học sinh là yếu tố cốt lõi giúp cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái thành công trong việc truyền lửa cho học sinh yêu thích bộ môn lịch sử. Không chỉ khiến giờ học lịch sử trở nên hấp dẫn hiệu quả, cô Hòa còn hết lòng bồi dưỡng kiến thức giúp nhiều học sinh đạt giải cao ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tấm gương cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa qua ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự. Tốt nghiệp cử nhân sư phạm lịch sử, năm 21 tuổi, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa bắt đầu gắn bó với sự nghiệp trồng người trên mảnh đất quê hương. Đến nay trải qua 24 năm trong nghề, cô giáo Thanh Hòa vẫn luôn say mê, truyền cảm hứng, yêu thích môn lịch sử cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú. Để những tiết học lịch sử vốn khô khan trở nên cuốn hút học sinh, cô luôn cố gắng đơn giản hóa các khái niệm, giúp em học sinh tự ghi nhớ và liên hệ so sánh, đánh giá, tiếp cận các sự kiện, sự việc một cách dễ dàng. Đồng thời có phương pháp dạy học sáng tạo, làm tăng tính trực quan sinh động tương tác giữa cô và trò. Trên lớp thì tôi cũng thường xuyên sử dụng một số các kỹ thuật dạy học, ví dụ như là các kỹ thuật dạy học sử dụng sơ đồ tư duy, hay là những cái trò chơi lịch sử để xen kẽ trong các giờ học lịch sử thì các em cảm giác như là nó không bị khô khan, không bị nhàm chán. Về kiểm tra đánh giá, đây cũng là một cái khâu mà cũng rất quan trọng để nâng cao chất lượng bộ môn. Trong cái giờ học chính khóa thì bao giờ tôi cũng phải kết hợp với các hình thức kiểm tra đánh giá, và đặc biệt là cũng phải kết hợp với các hình thức thi trung học phổ thông của các em, đó là hình thức thi trắc nghiệm. Dù không đảm nhận công tác chủ nhiệm nhưng cô giáo Thanh Hòa vẫn luôn gần gũi, sát sao, quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của học sinh để khuyến khích, tạo động lực giúp các em vươn lên học tập tốt. Hàng năm được nhà trường, Sở Giáo dục Đào tạo tín nhiệm giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn lịch sử. Dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo ân cần của cô giáo Thanh Hòa đã có gần 60 em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và 10 học sinh đạt giải cấp quốc gia. Trong quá trình tìm hiểu môn lịch sử của em thì em đã được gặp cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa. Cô là một cô giáo rất nhiệt tình và ân cần với nghề của mình ạ. Trong quá trình học thì cô đã giúp đỡ bọn em rất là nhiều. Cô đã giúp đỡ bọn em trong học tập và cô đã giảng cho em những bài để dễ hiểu nhất, để tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất ạ. Đến với cô thì em cảm thấy say mê và từ một môn lịch sử ban đầu em cảm thấy tự ti thì đã trở nên tự tin hơn. Và trên quá trình ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử thì cô luôn đưa đến chúng em những cái phương pháp dễ hiểu, sinh động và đầy nhiệt huyết. Luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động của ngành, của trường, cô giáo Hòa còn đảm nhận nhiều cương vị, tổ trưởng chuyên môn, phó chủ tịch công đoàn và chủ tịch hội chữ thập đỏ. Là giáo viên năng động, trách nhiệm, luôn có tinh thần vì tập thể, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nên cô giáo Thanh Hòa được các đồng nghiệp, ban giám hiệu nhà trường tin tưởng. Dưới sự giảng dạy dẫn dắt của cô giáo Hòa, thì rất nhiều em học sinh của nhà trường đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của cấp tỉnh cũng như học sinh giỏi cấp quốc gia, và có những em đạt giải học sinh giỏi quốc gia đã được tuyển thẳng vào các cái trường đại học. Cô sẽ trực tiếp giảng dạy cho đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường cũng như là đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử mà Sở Giáo dục đứng ra trưng tập. Ghi nhận những nỗ lực trong quá trình công tác, cá nhân cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đạt được nhiều thành tích như 9 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, giáo viên giỏi cấp tỉnh, từng được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ, hết lòng tiếp tục say mê, tâm huyết, truyền tình yêu môn lịch sử cho các thế hệ học trò. Cô giáo Thanh Hòa xứng đáng là một trong những tấm gương giáo viên điển hình đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 12, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 7 đến 9 độ.
Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 10 độ. Chương trình tin tức và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.